chưa có móc cho nên nổ rất là nhỏ, nổ vừa phải. Alo anh em, hôm nay là mình lại tiếp tục săn được một em Honda Shadow Aro màu đỏ bọc đô rất là đẹp luôn. Và chiếc này là Honda Shadow Aro đời 2015, xe nhập Mỹ nha anh em. Xe này xe nhập Mỹ. Và ở đời xe này thì chỉ có màu đỏ thôi, màu đỏ và màu đen. Tuy nhiên ở đây thì mình săn, xe thì xe nguyên zin rất là đẹp, chủ xe giữ cũng rất là kỹ. Và hiện tại thì chiếc xe này là đăng ký vào 2018. Đây, và mình quay sơ về độ chất của em nó nha. Độ mới của em nó thì còn rất là mới. Chiếc xe đi mới có 1.000 mấy trăm cây thôi. Xe rất là ít đi. Và ở đây là xe nhập Mỹ, xe nhập chính hãng của Motorrad. Đây, mình quay cái phần bánh trước cho anh em xem. Đây, phần căm đùm nền của nó rất là đẹp. Và chiếc xe này thì nó là đời 2015, tuy nhiên là nó được nhập vào năm 2018 và đăng ký vào năm 2018. Phần bánh trước rất là đẹp nha, ốc cốp rồi rất là đẹp, nước xi trên xe cũng còn khá mới, đèn xi nhan theo kiểu quả trứng gà, đèn xi nhan, nước xi ở trên xe rất là đẹp. Và hầu như thì những đồ đạc ở trên xe của phiên bản Aro thì nó được xi mạ chrome rất là đẹp. Nó cũng như là phần gáo đèn, phần gáo đèn được mạ chrome rất là sáng. Và chỉ có chiếc xe phiên bản Aro thì nó mới được xi mạ. Còn chiếc Shadow Phantom thì nó được sơn màu đen mờ. Và phần ghi đông ở trên chiếc Aro này á, thì nó là ghi đông cao và dài, rộng sang hai bên. Còn đối với phiên bản Phantom thì nó là ghi đông ngang theo kiểu bobber. Đấy. Và chiếc Aro này thì nó mang một phong cách trẻ trung, và nó cũng rất là sang trọng. Anh em có thể thấy, nhìn cái màu đỏ này thì nó cũng khá là tươi. Tuy nhiên nó là màu đỏ bọc đô, do là để ban ngày cho nên nhìn ở ngoài ánh sáng thì cái màu đỏ nó sẽ tươi hơn. Còn nếu mà anh em để trong nhà vào buổi tối á, thì cái màu đỏ này nó sẽ sẫm màu xuống, sẫm màu xuống một tí thôi chứ cũng không có nhiều. Đấy, và cái màu đỏ này nó cũng phù hợp với những anh em trung niên và lớn tuổi. Và thiết kế của Honda Shadow Aro này thì nó đã là huyền thoại rồi nha. Từ cái đời 2010 á, cho tới bây giờ thì cái chiếc xe nó cũng không có gì thay đổi nhiều. Xe nó sử dụng là trục clap, chạy rất là êm ái. Và những đời cũ hơn như là từ đời 2006-2004 á, thì những chiếc xe Shadow Aro thì nó sử dụng là xích. Còn ở những đời sau này, đời mới sau này thì nó sử dụng là trục lắp. Phần đèn hậu ở phía sau nhìn như là một quả kim cương, được thiết kế cắt gọt rất là đẹp. Đó, phần đèn hậu ở phía sau. Rồi xi nhan ở phía sau cũng là theo kiểu thiết kế quả trứng gà. Đấy, và cái phần ốp ở bên ngoài thì nó cũng được xi. Xe thì nó sử dụng là phuộc ống lồng nha anh em, sử dụng phuộc ống lồng. Tuy nhiên là đối với Aro thì cái phần phuộc ống lồng nó có thêm cái vỏ bọc ở ngoài, còn với Phantom thì nó để lộ cái lò xo ở bên trong. Đây. Ở đây là phần trục cát đăng của xe, trục láp đó. Thì xe này nó chưa đụng chạm gì tới hết.
chưa đụng chạm gì tới máy móc và cũng chưa đụng chạm gì tới những con ốc ở trên xe, bởi vì xe nó cũng rất là ít đi đấy. Và phần niền, căm đùm niền nó cũng chưa có rỉ sét nữa. Ở những chiếc xe đi lâu năm thì căm đùm niền nó sẽ hơi rỉ sét, hơi móc meo, còn đối với chiếc xe này thì nó ít đi, cho nên nó còn rất là mới. Phần yên của xe thì chiều cao yên của xe nó cũng tương đối là thấp. Chiều cao yên thì nó chỉ khoảng là 655mm thôi, cho nên nó phù hợp với chiều cao của anh em. Và cái khối động cơ của chiếc xe thì nó có dung tích là 745cc. Nó là máy V. Tuy nhiên là ở cái dòng xe máy V trên Honda nó rất là êm ái. Máy V này nó khá là nhẹ nhàng và nó có giải nhiệt bằng cách nước. Đối với những anh em mà đã sử dụng qua cái dòng Shadow rồi á thì anh em sẽ biết được là cái khối động cơ này nó tương đối là nguội. Nó không có gây nóng, không có gây bỏng rát chân khi mà anh em đi trong phố. Đối với những chiếc xe Nhật á, thì cái nhiệt độ tỏ ra từ động cơ á, nó tương đối là thấp, chứ nó không có quá cao như là những dòng xe châu Âu hay là những dòng xe Harley. Và cái khối động cơ này nó cũng được Honda tinh chỉnh cũng rất là hay, là khi anh em đi trong phố, đi số thấp thì chiếc xe nó cũng không có bị giật, nó cũng không có bị giật cục kiểu như là khó chạy. Động cơ này nó cũng tương đối là tròn, khi anh em vào số và thả côn ra thôi là chiếc xe nó đã trôi rồi, nó trôi từ từ giống như là những chiếc xe hơi đó anh em. Xe nó rất là dễ chạy và không có kiểu như giật cục nha. Xe thì nó có 5 cấp số. Và hiện tại thì chiếc xe này nó zin. Zin nguyên bản cũng đã được dán keo nguyên chiếc. Chủ xe giữ rất là kỹ. Phần bô cũng vậy, bô cũng chưa có móc luôn, chưa có móc bô. Và những chiếc Aro này thì nó nhập vào năm 2018 của Motorock. Motorock đưa về. Và hiện tại thì giá thành của chiếc xe này cũng khá là cao nha. Và Motorock cũng đã không còn xe Shadow Aro nữa. Bên Motorock chỉ còn Shadow Phantom thôi. Đó, và anh em nào quan tâm tới chiếc Honda Shadow Aro này thì cũng có thể liên hệ với mình nha. Xe này thì là giấy tờ hải quan chính ngạch, sang tên toàn quốc. Đó, đây là dòng xe huyền thoại nè anh em. Xe Honda Shadow vẫn sử dụng là phanh đùm. Ngay cả Shadow Phantom thì họ vẫn sử dụng phanh đùm luôn nha, không có phanh đĩa sau đâu, chỉ có một phanh đĩa thôi, chỉ có một phanh đĩa trước. Và những chiếc Shadow này á, có một số phiên bản ở châu Âu á, thị trường châu Âu mà cũng rất là ít nữa, thì những chiếc xe Shadow đó nó được đặt hàng và thiết kế là hai phanh đĩa và có ABS. Còn đối với những dòng xe Nhật, xe Mỹ á, thì nó chỉ có một thắng đĩa thôi, thắng sau vẫn là thắng đùm. Đấy, một huyền thoại bất diệt của Honda. Và chiếc xe này thì nó cũng tương đối là giữ giá. Và ở thời điểm hiện tại á, thì những chiếc xe Shadow mà đời 2008, 2009 nó vẫn có giá là tầm 220 cho tới 230 triệu. Honda rất là giữ giá. Còn những chiếc xe mới và mà nhập về á, Honda Shadow Aro mà mới á, thì cũng có giá là gần 450 triệu. Khá là cao anh em ạ. Bởi vì những chiếc xe này là xe nhập tư nhân chứ không phải là chính hãng phân phối. Đấy, xe nhập tư nhân cho nên về thuế má, cho nên giá thành của chiếc xe nó cũng bị đội lên khá là nhiều. Bây giờ thì mình thử nổ máy cho anh em nghe nha. Đấy, và đây là phần đồng hồ của xe. Thì cái xe này nó đi được là 1047 km. Đấy, xe này chủ xe cũng rất là ít đi. Xe này nó cũng được trang bị là phun xăng điện tử nha anh em, FI, cho nên đi nó cũng tiết kiệm xăng.
Đấy thì bình xăng ở trên bình xăng anh em thấy có cái đường chỉ ở đây không? Thì cái này là keo, chủ xe họ đã dán keo rồi. Còn đây là tem zin, phần tem zin của xe. Rất là nhỏ, nổ vừa phải. Và ở trên đây là đét của xe nè, xe này là đét 25. Đó, đây là phanh đĩa trước, phanh đĩa trước của xe sử dụng heo Nissin. Chiếc xe này nó sử dụng bô-zin nhưng mà nghe âm thanh nó cũng rất là hay ha, rất là trầm và đục, nghe nó trầm như là tiếng trống vậy đó. Âm thanh chiếc xe này rất là hay và anh em cũng không cần phải móc bô. Nếu mà anh em thích đi nhẹ nhàng, đi trong hẻm nhiều á thì không cần móc bô đâu, bởi vì cái âm thanh này nghe nó cũng rất là hay rồi. Đó thì anh em nào quan tâm tới chiếc xe này thì cũng có thể liên hệ với mình. Đó và bình xăng ở trên xe này thì nó có dung tích là khoảng 14 lít. Bình xăng theo kiểu dẹp, bình xăng dẹp, nhìn nó to sang hai bên, nhìn chiếc xe nó cân đối. Đó. Rồi anh em nào quan tâm tới chiếc xe này thì liên hệ với mình nha.